quá, cực kỳ hấp dẫn luôn. Thơm. Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên sao cũng xin kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe giàu năng. Thơ lửa cho nó béo, cho nó được còn giòn, cuốn như vậy. Cái tỏi mình khuyên với nó thơm, cái tỏi nó thơm, mình cho ít nghệ vô nữa. Mình nêm luôn dầu mè, thịt ngọt, chút xíu rượu, nước tương, hạt nêm tiêu, dầu hào. Cho cái nấm tiết vô. Cái gà nó ngon, cái ruột nó nè, cái nhân nó, nó lớp nấm rồi nó ngọt, rồi tỏi rồi nó thơm, nó rút vô thịt gà. Thì mình cho gà vô hết rồi, chắc là mình đem đi hấp. Dạ, nóng quá. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Xin chào ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Thì hôm nay hai anh em thi nhau ăn cái món gà quắn lá sen hấp nha. Dạ. Để mình chuẩn bị là 4 con. Hôm nay cho anh em ăn tốc độ xương xương thôi, cái này mình nghĩ chưa có xin nhờ gì hai anh em hết. Hai anh từng ăn gà thế này 5-6 con đúng không? Cái này hai con nhộm gì hai với hai giác. Rồi anh bỏ cái nước mắm tương rồi vừa vừa hai giác luôn. Rồi. Bây giờ hai anh em đưa tốc độ ha. Cái này thì mình nghĩ là ăn bình thường hai anh em được 25 phút, nhưng mà xương các thứ đều phải làm cho sạch nha, để cho không cho ăn quỷ của nha. Đầu lưng xương ta bỏ một bên, còn dắt lên bỏ một bên, chứ mà mình ăn thì làm sao cho đẹp rồi được rồi, đừng để bị gầy rồi được rồi. À, nói gì hiểu không? Người thắng cột được 2 triệu. À, Sơn đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng gà hấp với hai anh em mình. Rồi chuẩn bị. 1, 2, 3. Ngon không? Cũng rồi. Gà không ngon bằng cái nhân á. Lại cắt
lượng mà. Ừ. Nhưng ngon hơn cái thịt gà luôn.
Thôi quý anh, bà nuốt lẹ quá lẹ, 18 phút rồi. Phần thưởng của anh rồi. Cái đoạn này Sơn dặn tiếng lại nhỏ lại, cũng rất mong quá chị bà thông cảm. Cái nhạc hôm nay Trung Thu, người ta ăn Tết Trung Thu, nhạc lớn quá. Người ta muốn phê quá. Bà cụ quan rồi, nuốt quá rồi. Nuốt không kịp rồi. Hết luôn, dẹo không hồng. Tao đi mua thuốc tốc độ. Lúc dẹo không hồng luôn. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng. Xin chào, hẹn lại, bye bye.